Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã bước vào tháng 1 của năm 2024. Chủ đề của tháng này là Những thách thức đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học đầu tiên có đề tài Vượt qua thử thách, nương trên lời Chúa trong Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Ước mong qua các bài học về chủ đề Những thách thức đức tin, mỗi tín hữu nhận biết mục đích của những thách thức trong cuộc sống, biết cách vượt qua những thách thức đức tin để hưởng được sự vui thỏa và phước hạnh trong đời sống theo Chúa, hướng đến sự sống đời đời trên thiên quốc. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Câu gốc của bài học, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Giăng chương 14 câu 16. Câu hỏi suy gẫm, Chúa Giêsu phán với môn đồ thế nào về đấng an ủi mà Ngài xin Đức Chúa Trời ban cho? Còn dân Chúa phải làm gì khi nói mình yêu mến Chúa? Bí quyết nào giúp chúng ta vượt qua thử thách? Và điều gì khích lệ chúng ta theo Chúa trong năm mới 2024? Kính thưa quý vị, Chúa Giêsu là con đường duy nhất cho mỗi người chúng ta để nhận được sự sống đời đời như lời Ngài phán. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng chương 14 câu 6. Còn dân Chúa không phủ nhận con đường theo Chúa thật nhiều phước hạnh. Nhưng như Chúa đã nói, đó không phải là con đường rộng rãi, khoảng khoát, mà là đường chật, cửa hẹp. Không phải lúc nào cũng yên lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lắm lúc cũng nhiều sóng gió. Chúa dạy những ai muốn theo Chúa, mỗi ngày phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Luca chương 9 câu 23. Con đường theo Chúa là như vậy. Nhưng điều khích lệ cho mỗi con dân Chúa là Chúa Giêsu biết chúng ta không tránh khỏi thử thách trên đường đời. Nên trước khi lìa môn đồ để trở về trời, Ngài đã xin Đức Chúa Cha ban cho con dân Chúa một đấng yên ủi khác. Chúa Giêsu sẽ về với Cha, nhưng đấng yên ủi sẽ ở với chúng ta và ở trong chúng ta đời đời. Chúa không để chúng ta mồ côi, nhưng qua đấng yên ủi, Ngài ở cùng chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, ban sức gia ơn cho chúng ta vượt qua thử thách trong cuộc sống. Lời hứa này dành cho những ai yêu mến Chúa và giữ các điều răn của Ngài. Câu 15 đến câu 17. Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ ngày xưa thế nào, thì ngày nay Chúa Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng ta thề ấy. Vì Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Chúa Thánh Linh sẽ biến đổi đời sống chúng ta toàn diện và ban sức cho chúng ta để vâng lời Cha, nhận được niềm vui trong thử thách, sự nhẹ nhàng trong đời sống. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30. Đức Chúa Cha luôn yêu mến chúng ta, đấng yên ủi sẽ xoa dịu những vết thương từ trong mỗi tâm hồn của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta cần xây dựng mối tâm giao với Chúa qua việc học hỏi lời Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Khi chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, cũng đồng nghĩa là chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Cha,
chúng ta cũng sẽ được cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con yêu thương chúng ta. Câu 21. Hơn thế nữa, khi chúng ta giữ vững điều Chúa dạy và vâng theo tiếng phán của thần yên ủi, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui phước hạnh Chúa ban và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trong năm mới 2024. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Cha Thiên Thượng, con tạ ơn Cha đã ban Chúa Thánh Linh ở cùng và ở trong con. Xin Cha cho con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài qua việc giữ và vâng theo lời dạy của Cha. Xin giúp con vững tâm vượt qua những thử thách trong năm mới 2024 với niềm vui và bình an Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta quyết tâm vâng giữ các điều răn của Chúa trọn năm mới như thế nào? Bước vào năm mới bình an, kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban từng ngày, dù cho thử thách bủa vây, vẫn nương cậy Chúa lòng đầy niềm vui. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.